Nay mình hướng dẫn anh em cách cài cam lùi cho con Cerato đầu Android bản cuối 2018. Nay khi vào số lùi nó sẽ không có cam. Nó không có cam. Nó tối thui. Mình hướng dẫn anh em cách cài này. Chúng ta vào phần cài đặt xe. Rồi, chúng ta chọn phần bên này cài đặt gốc, chúng ta nhập mật khẩu. Mật khẩu ở đây là bảy hai năm ba. Rồi chúng ta chọn xuống cái phần gọi là camera lùi, đây cài đặt camera lùi. Chúng ta bỏ tích tất cả. Rồi cái phần trên cùng này thì chúng ta chọn chọn trên cùng. No 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 no. Rồi ok, no no no. Đây rồi. Server, chúng ta server lại. Rồi, nó sẽ tự động khởi động lại. Nhớ là cái chương trình cài đặt này là cài đặt ở trên trên đài, khi mà cam không bị lỗi. Chúng ta cài xong như này mà cam vẫn không lên thì chúng ta phải kiểm tra phần dây dợ và phần bản thân cái cam. Đây là mình hướng dẫn anh em cách cài đặt khi bị lỗi phần mềm trên đài. Rồi đài đã lên, ta sẽ vào số lùi. Rồi cam hãy lên. Đài con này nó khởi động hơi lâu cho nên là anh em phải chờ một chút mới khởi động lên, cho nó là Android nên nó khởi động hơi lâu. Rồi, cảm ơn anh em.